Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Vâng, đây chính là món ăn tối của chúng tôi. Đây là chủ nhiệm chương trình là chị Phượng. Chào khán giả này. Người. Đây là ăn cơm của chúng tôi không? Vâng ạ. Đây là chúng tôi ăn cơm rang. Bây giờ là 10:30 ăn tối đấy. Đấy 10:30 ăn tối. Đây là lúc 9 giờ thôi. 10:30. Thực ra là có rất nhiều các khán giả yêu mến chương trình, yêu mến chúng tôi là bảo là có nhã ý là mời chúng tôi ăn tối các kiểu các thứ này nọ nọ kia, ăn bao nhiêu cũng được, nhưng mà khi mà chúng tôi gợi ý là thôi không ăn mà phát tiền được không thì lại thấy không ai nói gì. Đúng không anh? Không ăn phát tiền được không? Đây mọi người có thể thấy là món ăn nó đây trên đỉnh mới ăn những món này, cơm đảo Hà Giang. Ừ. Buổi lễ có cả bánh tẻ nữa. Đây bánh tẻ. Bác ơi. Tôi bị mắng rồi. Bị mắng rồi. Bị đạo diễn mắng rồi. Đây. Cơm tẻ. Còn chị Minh Vượng hôm nay ăn món gì chị? Đây là thịt gà mà Xuân Bắc bảo là chưa bao giờ. Còn đây là cơm rang. Canh cũng rất là ngon. Chương trình của VTV3 làm đã lo chúng tôi ăn rất là chu đáo. Yeah. Một góc khác mọi người có thể thấy bên này chị Minh Hằng, anh Thắng, chị Dung đang thảo luận tập điên đảo. Tại sao lại như thế? Nó là như thế này, nó là A B C G M, nó là như thế kia. Anh Chí Trung. Bên này mọi người đang nghỉ giải lao. Cô Dung đầy đủ. Quân Dung tươi thịnh. Tất cả mọi thứ tức là đầy, cái gì cũng đầy đủ hết rồi. À làm mình, bọn em trả lời đầy đủ thôi. Quân Dung tươi thịnh. Quân Dung tươi thịnh. Mũ đầy đủ. Mũ báo. Mũ báo đầy đủ. Đầy đủ. Phục trang đầy đủ. Mũ báo đầy đủ. Áo quần. Mũ báo. Mũ báo đầy đủ. Áo quần. Áo quần đầy đủ. Giày dép đầy đủ. Giày dép. Quân Dung tươi thịnh. Quân Dung tươi thịnh. Quân Dung thì bọn ở dưới ghi vừa tại Quân Dung dưới ghi tươi thịnh. Quân Dung tươi tỉnh. Đấy. Nói chửi nhau cái thằng này nói to như lại gào lại. Mũ mão đầy đủ. Trang phục đầy đủ. Giày dép đầy đủ. Quân Dung tươi tỉnh. Thế rồi.